Xuất hiện tin đồn các phường qua đời, tình trẻ kém 18 tuổi đang ở đâu? Như chúng tôi đã đưa tin, tràn sáng 22 tháng 11, các phường chia sẻ hình ảnh nằm viện khiến khán giả và đồng nghiệp vô cùng lo lắng. Trước đó vài tiếng, nữ diễn viên hài tất bật chuẩn bị và đón tiếp các khách mời khi vừa khai trương một quán nước. Cô dự định sau khi đón tiếp Lâm Vĩ Dạ đến chúc mừng, thì sẽ vào viện kiểm tra sức khỏe tuy nhiên khi thấy thần sắc không ổn của đàn chị vợ hứa minh đạt đã đưa các phượng vào bệnh viện cấp cứu lúc nửa đêm các phượng cho biết cô có bệnh tiền đình nặng nhưng vẫn cố gắng gồng suốt những ngày qua để hoàn thành các kế hoạch công việc còn gian dở trước đó các phượng từng chia sẻ nhiều lần phải nhập viện vì căn bệnh này thậm chí một vị bác sĩ từng nói sao còn sống đến giờ hay vậy thời điểm các phượng nằm viện điều trị mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn gây xôn xao như các phượng đã qua đời gia đình quyết định hiến tạng ngay sau đó nhiều khán giả phát hiện ra những thông tin trên chỉ là sản phẩm cắt ghép để câu view câu like chính nghệ sĩ các phượng đã chia sẻ những bài viết sai sự thật này và tỏ ra vô cùng bức xúc tôi vẫn còn sống chưa chết như những thông tin tào lao đăng nha cả nhà nhiều nghệ sĩ khán giả cũng lên án gay gắt trước tin giả và kêu gọi tẩy chay những kênh phát tán thông tin này Đồng thời, nữ diễn viên hài cho biết hiện sức khỏe của cô đã ổn định, ăn uống bình thường và được các y tá, bác sĩ chăm sóc tận tình. Ngày mai tôi sẽ xin xuất viện, tôi không muốn nằm viện lâu vì rất sợ, cô nói. Ngoài ra, suốt thời gian các phượng nhập viện, khán giả thắc mắc tại sao không thấy bạn trai kém 18 tuổi Kiều Minh Tuấn bên cạnh chăm sóc nữ diễn viên. Nhiều tháng qua, cặp đôi cũng ít khi xuất hiện bên nhau như mọi khi, càng khiến fan đặt ra nhiều nghi vấn. Nhiều người còn đồn đoán mối tình chị em đang gặp sóng gió. Về vấn đề này, các phượng cũng trần tình với fan không ai chăm tôi cả, bà ngoại đã 70 tuổi rồi nên càng không thể. Kiều Minh Tuấn thì đang đi quay, lịch quay của ổng kẹt cứng đến hết tháng 12 nhiều người nhà vào chăm thì phải xét nghiệm Covid-19, nếu âm tính thì ở lại chăm và tuyệt đối người nhà không được ra khỏi bệnh viện, vì vậy không ai chăm tôi cả, ở đây các y tá lo cho tôi. Rối loạn tiền đình là tình trạng quá trình truyền dẫn và tiếp nhận thông tin của tiền đình bị rối loạn hoặc tắc nghẽn do dây thần kinh số 8 hoặc động mạch nuôi dưỡng não bị tổn thương hay các tổn thương khác ở khu vực tai trong và não, bệnh có thể để lại biến chứng nguy hiểm và gây độc quỵ. Suốt thời gian qua, bạn gái diễn viên Kiều Minh Tuấn bị mất ngủ, ói đến đắng miệng, đôi khi còn không di chuyển được. Tôi bị rối loạn tiền đình nặng chứ không nhẹ, đi đứng đều không được vì cả thế giới như đè lên đầu mình và cứ thế quay cuồng một cách chậm rãi và nặng nề. Mỗi lần quay là trong người có gì như muốn ói ra hết, ăn gì cũng muốn ọc ra, không nuốt được, tay chân rụng trời, không cầm nắm được gì, não của tôi như đông cứng, tuần hoàn máu ở não không thông. Khi máu không bơm được lên não dẫn đến các dây thần kinh của não bị căng, không ngủ được, đầu quay cuồng đồng thời hạ canxi cho nên rất dễ đột quỵ, các phượng từng